Tết âm lịch thường là thời gian để nhiều người tranh thủ tận hưởng những hành trình du xuân cùng gia đình. Hiện nay, các công ty lữ hành trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã xây dựng các chương trình tour Tết Nguyên Đán 2023 đa dạng, chú trọng vào nét văn hóa kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn để thu hút khách đến với thành phố vui chơi vào dịp Tết. Theo các đơn vị lữ hành, khách quốc tế thường rất thích thú trải nghiệm những nét văn hóa của Tết cổ truyền Việt Nam. Nên có thể nói, thời điểm này là cao điểm khách quốc tế đặt tour du lịch đến thành phố và Đà Nẵng đang là điểm đến yêu thích của du khách trong dịp Tết âm lịch. Chúng tôi cũng đã tung ra những chương trình khuyến mãi tour Tết âm lịch dành cho khách quốc tế và nội địa. Và đặc biệt là đối với các cái tour dành cho khách quốc tế thì tôi thấy rằng là khách của các thị trường Hoa ngữ châu Á và khách Việt kiều về nước vào dịp Tết Nguyên Đán là quan tâm hơn cả. Luôn chủ động tìm ra những hướng đi mới phục vụ nhu cầu đa dạng của du khách trong mùa cao điểm Tết, công ty du lịch Viettravel đã đưa ra chương trình khuyến mãi xuân 2023 dành tặng cho khách hàng hoàn tất thanh toán tour 100% với tổng giá trị quà tặng của chương trình lên đến 12 tỷ đồng. Đồng thời, công ty cũng phối hợp với các đối tác cung cấp dịch vụ lớn, uy tín, mang đến cho khách hàng nhiều sản phẩm tour Tết đa dạng với mức giá ưu đãi, chất lượng đảm bảo, tần suất khởi hành liên tục. Năm nay thì Viettravel sẽ đưa ra các chương trình tour Tết với cái trải nghiệm là hướng tới khách hàng và cho khách hàng trải nghiệm những cái cảm xúc Tết chân thật nhất và những tour với những chương trình độc đáo được thiết kế riêng cho cái không khí Tết của các gia đình. Theo lãnh đạo Hội Lữ hành Đà Nẵng, nhiều đơn vị lữ hành trên địa bàn đã bắt đầu bán tour Tết âm lịch. Thông thường từ tháng 12 đến đầu tháng 1 dương lịch, thì lượng khách đến đặt tour du lịch thành phố sẽ tăng từ 30 đến 40% so với các tháng trong năm. Hiện các đơn vị đang chú trọng vào những nét nổi bật về văn hóa Tết cổ truyền để xây dựng nên những tour Tết độc đáo, thu hút khách đến Đà Nẵng, tăng nhiệt cho thành phố vào đầu năm mới. Thì làm sao chúng tôi tìm những cái điểm văn hóa, những cái lễ hội dân gian mà trong cái thời gian những cái ngày mà khách đến, ví dụ những cái ngày nào ở Đà Nẵng có những cái lễ hội nào đường hoa hoặc là những lễ hội nào Hội An có những lễ hội bài chòa hoặc là những cái lễ hội đua thuyền chẳng hạn, hoặc là ở Huế thì chúng tôi sẽ lồng ghép và đưa vào, như vậy thì sẽ làm cho nó đa dạng được cái sắc màu về cái văn hóa, và đặc biệt là muốn truyền tải được những cái nét văn hóa đặc sắc về cái Tết truyền thống, Tết cổ truyền của Việt Nam mình cho bạn bè quốc tế cũng như là các nước gần khu vực của chúng ta.